Chúng tôi giới thiệu một số chính sách mới sẽ có hiệu lực từ tháng 9 năm 2023. Thay đổi mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi với người có công. Có hiệu lực từ ngày 5 tháng 9 năm 2023, Nghị định số 55/2023/NĐ-CP ngày 21 tháng 7 năm 2023 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2021/NĐ-CP của Chính phủ, quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. Theo đó, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tăng từ 1.624.000 đồng lên 2.055.000 đồng, tăng 431.000 đồng so với Nghị định 75/2021/NĐ-CP. Tăng mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc. Thông tư 11/2023/TT-BNV của Bộ Nội vụ có hiệu lực từ ngày 15 tháng 9 năm 2023, hướng dẫn điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng cho cán bộ cấp xã già yếu đã nghỉ việc. Theo đó, từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, tăng mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã già yếu như sau. Trợ cấp hàng tháng bằng mức trợ cấp hưởng tháng 6 năm 2023 nhân với 1,125. Sau khi điều chỉnh, nếu mức trợ cấp của cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc thấp hơn 3 triệu đồng một tháng thì được điều chỉnh như sau. Tăng thêm 300.000 đồng mỗi người một tháng nếu có mức hưởng dưới 2,7 triệu đồng mỗi người một tháng. Tăng lên bằng 3 triệu đồng mỗi người một tháng nếu có mức hưởng từ 2,7 triệu đến dưới 3 triệu đồng mỗi người một tháng.